Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi nói về vấn đề ủy quyền của người nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, đây là trước mặt tôi là một cái giấy ủy quyền. Cái giấy ủy quyền này là của một cái người nước ngoài ủy quyền cho người Việt Nam tham gia tố tụng. Cái câu chuyện tôi muốn xoay quanh về vấn đề giấy ủy quyền. Xin kể cho quý vị và các bạn nghe một chút cái câu chuyện là như thế này. Tôi có một cái vị khách hàng, họ khởi kiện đến tòa. Thì trong cái khởi kiện đó có 5 anh chị em, thì có 2 người là người nước ngoài. Thì vì đất là của ba mẹ để lại, cho nên phải bắt buộc phải có ý kiến của 2 người nước ngoài và 3 người, 2 người Việt Nam, 2 người nước ngoài và vị khách hàng nữa, là toàn bộ là 5 người. Thì trong cái quá trình đã nộp đơn ở tòa, đã được tòa án thụ lý giải quyết, thì khi mà tòa án thụ lý giải quyết, thì nếu như trong trường hợp cái người chị em ruột đó mà đang ở nước ngoài, thì mình sẽ làm cái động tác gọi là ủy thác tư pháp để mà thu thập chứng cứ. Còn ở đây thì do cái người chị em ruột đó họ về Việt Nam, quý vị và các bạn ạ, họ về Việt Nam, thì thôi đây là một cái cơ hội để cho vị khách hàng của tôi ủy quyền lại, cái người nước ngoài đã ủy quyền lại. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái việc ủy quyền của người nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, tùy theo cái tính chất của việc ủy quyền, trong cái hồ sơ khởi kiện ở tòa, thì do là cái người anh chị em ruột này đang ở nước ngoài, tôi cứ cho là người nước ngoài, họ không có ý kiến và họ không tranh chấp về cái tài sản của ba mẹ để lại, cho nên họ mới ủy quyền cho người còn lại định đoạt cái tài sản này. Họ bảo rằng là họ không tranh chấp về tài sản và họ sẽ ủy quyền cho người này tham gia tố tụng cho đến khi kết thúc vụ việc. Trong cái nội dung ủy quyền này thì chúng ta sẽ phân tích về cái việc ủy quyền. Tức là người Việt Nam sẽ được quyền thay mặt và tham gia các cấp của tòa án và được giải quyết những cái vấn đề liên quan đến việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Mà đối tượng tranh chấp là cái thông báo thụ lý của tòa, chứ không phải là tranh chấp miếng đất khác, mà tranh chấp miếng đất mà do ba mẹ để lại. Thì trong cái quá trình thụ lý giải quyết thì họ cũng đã có văn bản cho rằng là họ từ chối cái di sản này và ủy quyền cho người vị khách hàng của tôi tham gia tố tụng cho đến suốt cái vụ án, cho đến khi kết thúc của vụ án. Cái thứ hai nữa là thời hạn ủy quyền, vừa mới nói xong, thời hạn ủy quyền là kể từ khi các bên xác lập cái giấy ủy quyền cho đến khi có cái bản án quyết định có hiệu lực pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, có hai hình thức để quý vị và các bạn ủy quyền cho người Việt Nam tham gia tố tụng. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ ở tại nước sở tại. Ví dụ như chúng ta đang ở Úc thì chúng ta sẽ đến lãnh sự quán Úc hay đại sứ quán Úc, chúng ta sẽ có một cái văn bản ghi nhận những cái ý kiến, những cái nội dung của vụ việc tranh chấp ở tòa. Sau đó chúng ta sẽ có cái hợp pháp hóa lãnh sự, đồng thời chúng ta gửi về Việt Nam là hợp pháp. Cách thứ hai là chúng ta hiện tại chúng ta đang về Việt Nam, thì chúng ta sẽ đến tòa án ghi nhận nội dung như vậy và chúng ta cung cấp cho tòa về giấy tờ nhân thân, có thể là thẻ xanh, có thể rằng là passport, hộ chiếu của quý vị. Đồng thời
là chúng ta tường trình về nội dung của việc. Hoặc là chúng ta sẽ ủy quyền cho một ai đó, có thể ủy quyền cho người nào đó thay mặt giúp chúng ta thực hiện cái công việc nhân danh và đại diện ủy quyền. Có thể chúng ta thuận tiện nhất là chúng ta ủy quyền cho những anh chị em ruột, những người mà chúng ta cảm nhận rằng là tin cậy, và cũng có thể là ủy quyền cho luật sư để yêu cầu đòi giúp chúng ta một suất thừa kế. Cũng có thể chúng ta sẽ từ chối di sản thông qua cái việc ủy quyền. Cũng có thể chúng ta lập một cái văn bản gì đó để cho một cái vụ kiện để sớm hoàn thiện đầy đủ các cái bên đương sự, trong đó có các cái đương sự là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn cái việc giấy ủy quyền của người nước ngoài chúng tôi sẽ còn quay lại trong những cái chương trình sắp tới, với ước mong rằng sẽ phổ cập những cái kiến thức pháp luật đến cho những kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi xin tóm lại cái sự việc như sau. Nếu quý vị và các bạn có những vụ việc tranh chấp, có những cái ý kiến liên quan đến tòa án, thì chúng ta sẽ đến lãnh sự quán hay đại sứ quán nơi chúng ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài và có ý kiến bằng văn bản gửi về Việt Nam đúng cơ quan tòa án hoặc cơ quan hành chánh nếu chúng ta khiếu kiện hủy giấy. Còn nếu như chúng ta thuận tiện quá, chúng ta đang ở Việt Nam, thì chúng ta hãy đến khiếu nại trực diện. Còn nếu như trong trường hợp cái vụ việc kéo dài lâu, thì chúng ta có thể ủy quyền cho một người nào đó, có thể ủy quyền cho luật sư, ủy quyền cho một người anh chị em trong dòng họ mà chúng ta tin tưởng, để chúng ta thể hiện được ý chí của chúng ta rằng trong cái vụ kiện, trong cái khiếu nại, trong cái việc này thì ý chí của tôi là như vậy, và người Việt Nam sẽ giúp chúng ta thực hiện nhân danh ủy quyền, và chắc chắn là ủy quyền có thù lao hoặc là không có thù lao, quý vị và các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, việc dân ta phải biết luật ta, muốn san sẻ những cái kiến thức mà đặc biệt là những kiến thức cơ bản đến cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn không hiểu hoặc có những cái vấn đề nào cần tư vấn, thì chúng ta hãy mạnh dạn gửi qua những cái phương tiện thông tin đại chúng để chúng ta văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc mã hóa những cái thông tin, đưa ra những cái kiến thức cơ bản nhất đến cho tất cả mọi người. Hy vọng là 90 triệu dân được những cái cập nhật những cái kiến thức cơ bản về luật, và sắp tới rằng là chương trình sẽ có một cái đọc luật để chúng ta hiểu được luật Việt Nam. Ví dụ như là đọc luật cái điều luật về tội gây rối trật tự công cộng chẳng hạn, và chắc chắn là việc gây rối trật tự công cộng này sẽ đọc bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy song hành với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Xin trân trọng cảm ơn.